Ở bệnh nhân COVID-19, virus có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhắm mục tiêu vào các dây thần kinh cảm giác như một phần của bệnh nhiễm trùng và gây nên những cơn ho. Từ 50 đến 70% những người có triệu chứng COVID-19 là ho khan. Cơn ho có thể xuất hiện một ngày sau khi phát bệnh và thường không giảm nhanh, đặc biệt là đối với những người không được tiêm vaccine đầy đủ khiến người bệnh rất mệt và khó chịu. Người bệnh có thể ho 2-3 tuần, thậm chí cả tháng hoặc nhiều tháng. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Lê Tuấn Nhật Hoàng, chuyên khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City sẽ hướng dẫn cách xử trí các cơn ho do COVID trong video này nhé. Trong thời gian đang là F0, xử trí ho như thế nào? 1. Thường xuyên vệ sinh mũi họng. Đây là nơi vi khuẩn bám vào. Vệ sinh sạch mũi họng sẽ làm giảm nồng độ virus. Cách vệ sinh mũi họng như sau. Rửa mũi hàng ngày với nước muối sinh lý có nồng độ khoảng 0,9%. Không ngoáy mũi, nhổ lông mũi, lạm dụng thuốc chống nghẹt mũi. Cha mẹ không dùng miệng để hút mũi cho trẻ. Giữ ấm, độ ẩm đủ, uống đủ nước. Súc sâu cổ họng trong 2 phút với nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn phù hợp. 2. Bạn có thể áp dụng các phương pháp giảm ho dân gian như uống mật ong chanh hoặc nước chanh giả. Những đồ uống dân gian không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, cung cấp vitamin C dồi dào và đặc tính chống oxy hóa, và còn có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của một số loại vi khuẩn vấn đấm, giảm đau và sưng, hạ sốt. 3. Bạn cũng có thể kết hợp sử dụng một số loại thuốc ho sau khá an toàn mà cũng có tác dụng giảm ho tốt như thuốc lãm đờm như Esimoc, Brohexin hoặc các siro ho thảo dược như bổ phế Brospan, thuốc ho dạng ngậm hoặc ô mai, quất hồng bì, cam thảo. 2. Với người đã khỏi COVID-19 vẫn còn ho thì làm thế nào? Sau khi âm tính, nhiều người vẫn còn ho. Đây là hiện tượng phổ biến, bởi bình thường ở niêm mạc vùng mũi họng có những lăng bảo vệ, chúng có tác dụng giống như chổi quét nhà để vệ sinh hết đồng lãi, bụi bẩn và vi khuẩn và virus khỏi cơ thể. Nhưng khi bạn nhiễm virus, các lăng bảo vệ này bị vô hiệu hóa. Do hệ thống lăng này không hoạt động được nữa, nên virus hoặc bụi từ không khí xâm nhập vào đường hô hấp, không có tác nhân nào cản trở. Virus và bụi sẽ gây nên những kích thích vào vùng họng, khiến cơ thể phải ho bật ra để bảo vệ cơ thể. Khi còn ho sau khi khỏi COVID-19, bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi hầu hết sẽ giảm dần ho khi hệ thống lăng hồi phục sau từ 2-3 tuần. Trường hợp sau thời gian nói trên mà bạn thấy ho không cải thiện, tức là hiện tượng ho kéo dài, thì cần chú ý. Vẫn phải thường xuyên vệ sinh mũi họng là quan trọng nhất. Tránh các thực phẩm gây kích thích ho như đồ chua cay, đồ cay nóng. Thường xuyên uống nhiều nước ấm, uống mật ong, nước chanh muối. Không tự ý sử dụng kháng sinh tại nhà. Áp dụng thêm các phương pháp bổ trợ trên mà không đỡ hoặc cơn ho khiến bạn khó chịu nhiều thì có thể đến thăm khám bác sĩ để được tư vấn kê các loại thuốc điều trị. Thông thường, các bác sĩ sẽ kê các thuốc ức chế phản xạ ho. Trong một vài trường hợp sẽ phải bổ sung kháng sinh do bội nhiễm vi khuẩn. Loại cụ thể do kê đơn, bạn không nên tự mua uống bởi lúc này sau một cơn bạo bệnh, cơ thể bạn khá nhạy cảm và cần tránh các tác nhân không có lợi. Tự ý dùng thuốc trị ho do COVID-19 khi không có hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ có thể khiến cơn ho kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến sự phục hồi và quá trình trở lại sinh hoạt bình thường. Chúc các bạn sớm bình phục sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.